Vâng, kính thưa tất cả quý vị anh chị các bạn, tại triển lãm Kinh Bắc tôi nhận thấy các tác phẩm của chú Cường họa sĩ. Đây là những tác phẩm rất là nổi tiếng và thật là hạnh phúc khi anh em chúng tôi lại gặp đúng chủ nhân của tác phẩm ở đây. Mọi người được biết rằng là chú Cường là nghệ nhân hàng đầu của Việt Nam, tạo tác những cây cảnh rất là nổi tiếng, đi vào lịch sử. Và ngày hôm nay thì có cuộc trò chuyện rất ngắn thì xin phỏng vấn chú Cường. Chú Cường ơi, cháu chào chú ạ. Vâng. Chào tất cả quý vị khán giả. Vâng. Thưa chú, đợt này thì ở Thái Bình và Bắc Ninh tổ chức hai cái cuộc triển lãm rất là lớn. Thì cháu là quê Thái Bình chú ạ. Vâng, vì cháu làm YouTube thì cũng vừa mới ghi các tác phẩm của chú ở dưới Thái Bình. Thế ghi lên Bắc Ninh thì lại gặp các tác phẩm ở đây. Thì ngay cái cây Nghinh Phong này này, là trước đây là cháu nhìn trên mạng rất là nhiều. Nay gặp thực địa thì thấy nó hút hồn và đẹp quá. Chú có thể chia sẻ cho quý khán giả biết rằng là cây này chú tạo tác trong thời gian bao lâu ạ? Cái này thì là bắt đầu là tạo từ năm 2003. Dạ. Mua lại của một nghệ nhân ở Nam Định. Dạ. Sau đó thì là tạo tác từ bây giờ. Vâng ạ. Thế thì lần này lên triển lãm Bắc Ninh thì phong trào nó vui quá. Thì dạ. Cũng mang lên đây tham dự của anh em. Dạ vâng ạ. Cháu thấy là các tác phẩm của chú có xuất hiện ở đâu thì thu hút sự quan tâm của quý khán giả đấy. Ngay ở giữa sân khấu ngày hôm nay thì tác phẩm Huyền Phượng Vũ đúng không ạ? Của anh Đức Năng mới chuyển cho bạn Hải Hà Phú Thọ đấy. Thì cây đấy là cũng là cây tâm huyết mà chú cũng tạo tác mấy chục năm chú nhỉ? Có lẽ là đến hai mấy năm chú nhỉ? 26 năm. Vâng ạ. Tuyệt vời. Dạ vâng. Cây này chú làm lâu chưa? Dạ. 2009. Cây này lấy tên là gì hả chú? Hạnh Phúc Thiên Thu. Hạnh Phúc Thiên Thu. Hạnh Phúc ngàn năm. Ngàn năm hạnh phúc. Xuôi hơn chú nhỉ? Dạ. Và đẹp quá. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Vâng, cảm ơn chú ạ. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Chúng ta ngắm kỹ hơn tác phẩm này nha các bạn nhé. Đây là Hạnh Phúc Thiên Thu. Tác phẩm Hạnh Phúc Thiên Thu của chú Cường họa sĩ, số điện thoại là 0869 211 957. Cây này nó có cái hay là chú ấy tác nghiệp như thế này này. Chú làm là cái thân cây, cái rễ này này, nó nằm trải dài theo một cái khối đá lớn với hai thân, một thân huyền, một thân trực. Thân trực thì thấp thôi, và thân huyền xà bóng xuống, toàn bộ là tạo thành một cái bóng cây rất là mềm mại. Đây, mời quý vị anh chị các bạn ngắm lại tác phẩm Nghinh Phong. Cái này các bạn thấy đấy là tác phẩm được đặt tên là Nghinh Phong. Thì Nghinh Phong là đón gió, một cây nằm ở treo leo bên sườn núi. Đây, những cái đường rễ đây, rễ bám sát vào thành vách núi, thân lả ra, có một cái cành phóng kìa. Chú Cường chú tạo một cái cành phóng xoay ngược lại, tức là thể hiện cái sự vững chãi trước gió mưa. Cây vẫn sừng sững hiên ngang, đẹp quá. Đây là cái đối diện của Nghinh Phong các bạn nhé.
Thưa quý vị anh chị các bạn, ở trong những ngày này ở trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, nơi đây quy tụ hàng ngàn tác phẩm đẹp, những tác phẩm cây cảnh đặc sắc từ các tỉnh thành của các nghệ nhân, các nhà vườn, và cũng là nơi thu hút đông đảo các quý du khách, những người yêu cây về đây tham quan ngắm cảnh và chiêm ngưỡng các tác phẩm cây cảnh đẹp. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ tiếp đến quý vị anh chị các bạn một tác phẩm xanh rất quý với đường nét đẳng cấp luôn. Đây là cây của anh Thành Cà Phê ở thị trấn Yên Ninh, một cây xanh hay không cột kẹo thế. Chủ nhân của tác phẩm này là anh Thành, số điện thoại là 0915 895 206. Đây là phần đỉnh cây này, phần đỉnh ngọn này các bạn, tôi lùa máy vào bên trong đấy, thân nó vặn xoắn hay quá. Bệ vãi này, rất vững chắc. Tổng bóng nha các bạn nha. Chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn, đây là tác phẩm Thiền Viện Trúc Lâm của anh Nguyễn Văn Quyết, một cây có rất nhiều thân đỉnh ngọn lên kết nối liền với nhau tạo thành một cái mái che, bên dưới được mô phỏng bằng những mái chùa cổ kính. Thiền Viện Trúc Lâm lấy tên của phái thiền, thiền phái Trúc Lâm Tam Tổ. Bóng dáng của ngôi chùa trong rừng trúc đúng không? Một cây sung nhỏ nhỏ khá đẹp các bạn, với dáng huyền. Cây này không nhầm, trước đây chú Cường chú làm, Ngọc Thụ Huyền, Huyền Quang, Tuấn Thanh Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Số điện thoại là 0978 840 730. Đây có cái đường cây ra quả sai lắm. Chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn một cây cần thăng rất bắt mắt các bạn ạ, với một cái đường tay lả rủ này mềm mại chưa đó. Đấy là về kết hợp với phần đỉnh tạo thành một cái mái rất đẹp, cành buông xuôi êm đềm uyển chuyển, và cái phần thân như vặn xoắn bó thừng luôn. Vành chắc độ khoảng 4 tay các bạn, vành thân khoảng 3 tay. Cần thăng, đây là cái giống cây ở trong miền Nam đưa về các bạn, miền Nam đưa về. Nhìn xem cái đường tay các bác làm nhé. Đây là của anh Nguyễn Viết Tùng ở Như Quỳnh,
Số điện thoại là 0393 183 333. Tôi thu bóng cái này chuyển qua tác phẩm khác các bạn nhé. Dù là tinh hoa hay là đá.